Công ty cổ phần Hội chợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam tổ chức triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp Vinamark Expo 2024. Triển lãm có quy mô hơn 900 gian hàng của 700 đơn vị đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, kéo dài đến ngày 23 tháng 11 tại SECC. Vinamark Expo trở thành địa điểm gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng với những thành tựu kỹ thuật cao trên thế giới. Các nhóm ngành hàng được trưng bày tại triển lãm gồm máy móc, thiết bị, sản phẩm công nghiệp, dụng cụ cầm tay và ngũ kim. Trong khuôn khổ triển lãm, ban tổ chức phối hợp cùng các hiệp hội ngành hàng và các đơn vị trong ngành tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm, giao thương, diễn đàn doanh nghiệp, các hoạt động giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới, trình diễn công nghệ,